Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án ăn chia 48.500 đô token Kabi, dự án khá là tiềm năng. Để tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mọi người sẽ làm trên biểu mẫu glam.io. Sau khi mọi người đăng nhập vào đây thì mọi người cần phải có tài khoản Gmail. Sau đấy là đăng nhập tài khoản YouTube cũng như tài khoản mạng xã hội. Twitter, Medium, nói chung là các mạng xã hội các kiểu đấy. Và dự án này mọi người lưu ý khi mọi người đây, nó có lưu ý đây này. Khi mọi người đây là mình sẽ dịch cho mọi người xem luôn nhá. Nó cái dòng này này. Nó bảo là nếu bạn là người chiến thắng may mắn của chúng tôi, hãy nhớ thực hiện KYC trên GameFi trước IDO để nhận được phân bổ của bạn. Đấy. Tức là nếu như mọi người nhận chiến thắng ấy thì mọi người cần phải KYC ở trên cái game phi này thì sau đấy nó mới nhận được phân bổ idol. Đấy, ok chưa? Ok thì mọi điều kiện mọi người cần là phải là nhận được 970 tích kích này. Đấy thì đôi khi mới đủ cái điều kiện để mua ICO này, IO phải. Rồi. Bây giờ chúng ta làm cùng làm nhiệm vụ nhá. Đầu tiên mọi kéo xuống dưới này, khi xuống đây thì mọi người kéo xuống dưới này. Xem nào. Enter to win big. Ở đây mọi người sẽ nhập địa chỉ ERC20, địa chỉ ví ETH cho mình nhá. Ở ví trust wallet hoặc MetaMask cũng được. Rồi, tiếp theo Telegram này. Ok. Tiếp đến là tài khoản Twitter này. Rồi. Ok, sau đây bấm vào continue. Ok. Bây giờ mọi người sẽ làm các nhiệm vụ yêu cầu đây. Đầu tiên là follow kênh này, kênh Twitter. Mở lên, mở Twitter lên, mọi người follow. Bấm theo dõi cho mình. Rồi. Quay lại, bấm vào continue. Ok, tiếp tục follow kênh GameFi, theo dõi này. Rồi quay lại, bấm vào continue. Ok, join vào group Telegram, join vào kênh hai kênh group này, hai kênh channel này, join vào thôi, bấm join. Rồi quay lại, bấm vào continue. Nhiệm vụ khá làm khá đơn giản thôi. Ok. Rồi. Tiếp tục một kênh channel nữa. Ok. Retweet là bài đăng ở trên Twitter. Bấm ok này, sau này nó sẽ có bài tweet đây, mọi người sẽ bấm vào tweet. Tweet lại này. Rồi. Sau đấy thả tim. Ok, quay lại. Bấm vào continue. Tiếp theo follow kênh Twitter. Theo dõi. Ok. Bấm vào continue. Rồi. Which game free flow. Ở đây mọi người sẽ chọn nhá, tí nữa tới đợi mọi người đợi mình một lát. Extra copy để xem nào. Rồi chúng ta bấm vào đây trước này. Ở đây là câu hỏi quiz rồi. Ok thì mọi người đợi mình một lát nhá. Ok thì chỗ này thì mọi người chọn là plus one nhá. Sau đó continue này. Rồi tiếp theo. Ở đây mọi người chọn là USDT. Ok. Ok, dưới này thì là nó bảo là mọi người cần staking 500 token Kabi để nhận token KSM. Thôi cái này bỏ qua đi, cái này anh em không nên làm nhá. Thôi bỏ qua dự án này. Và đây mọi người sẽ bấm vào đây, mọi người sẽ đi lấy link để mọi người chia sẻ bạn bè người thân để kiếm thêm cái tích kit này nhá. Ok, video hướng dẫn mọi người dự án ăn chia 48.500 đô token Kabi, dự án khá là tiềm năng.
đã kết thúc. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. Và đừng quên cho mình nút like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Tạm biệt mọi người.